tới thăm ai vậy hả ba? Cô Rin. Mất thời gian. Khi nào gần chết rồi, hổng sẽ tới xem. Con đã nghe mẹ con nói là chú muốn con tới công ty làm việc sao? Ừ. Ba. Việc tôi tới gặp cô, một là vì bà chủ tịch yêu cầu, hai là kính trọng ba của cô. Tôi nói rõ, mong cô không hiểu lầm. Anh đừng nghĩ anh là phó chủ tịch của Geo Center thì là người rất cao quý nha anh Shira. Tất cả mọi người trong giới kinh doanh này đều biết anh là đứa trẻ được chủ tịch nhận về nuôi. Mẹ của cô giả bộ đi coi trang sức rồi hẹn gặp mặt. Cô nghĩ là người khác không nhìn ra là mẹ của cô muốn bán con sao? Nếu cô muốn ở lại đây thì cứ ở đi. Cô sẽ biết địa ngục đáng sợ như thế nào. Dừng lại đi anh. Anh tha cho em đi nha. Em cầu xin anh đó. Nha, nha anh, em xin anh. Anh mà bước tới một bước nữa thì em nhảy xuống thiệt á. Em đi chết luôn nè. Nếu như Dean khẳng định rằng Dean thực sự muốn chết ở đây thì anh mong Dean chết cho toàn vẹn nha. Bởi vì nếu Dean không chết mà vẫn còn sống giật giờ, à mà thôi cũng tốt, anh sẽ không phải mất thời gian để đi kiếm Dean về nữa. Trời ơi, sao anh có thể nói như vậy? Anh nói cứ như anh không thương em vậy á. Anh thương Dean. Anh rất rất là thương Dean. Nhưng mà đàn ông nói chuyện với nhau chỉ nói công việc. Em không muốn quản lý công ty đâu anh. Cũng không thích làm kinh doanh. Anh đã làm mọi thứ rất tốt rồi mà. Từ lúc anh tới giúp cho bà, lợi nhuận công ty đã tăng gấp đôi, cổ phiếu cũng tăng. Anh còn kéo em về làm chi nữa? Dì Dean là người thừa kế của GU Group. Người thừa kế GU Group hả? Em không muốn làm đâu, em xin từ chối. Em xin lỗi anh nha. Em không muốn về nhà. Em cũng không muốn gặp bà. Dean. Bye bye. Dean. Sao Dean nhất quyết không chịu về gặp bà vậy chứ? Anh Shira. Ôi trời ơi. Anh Shira. Cô Chanarati à. Nghe nè, lúc nãy anh đã xem thường công ty tôi đó. Tôi nói sai chỗ nào sao? Công ty KKBB của nhà cô sản xuất ra số lượng lớn sản phẩm và còn cho rằng quần áo công ty của mình nắm giữ thị trường. Nhưng mà sao vẫn chưa thể đánh vào thị trường nước ngoài vậy? Tại vì công ty của cô chỉ chú trọng số lượng bỏ qua chất lượng. Việc đó làm cho công ty cô với công ty của tôi ở đẳng cấp khác nhau. Anh nói hơi quá đáng rồi đó nha. Mời cô về cho tôi đang bận. Công ty chúng tôi chưa từng hợp tác với công ty có tiêu chuẩn thấp tới như vậy đâu. Anh Shira. Nè. À, đây là anh Shira. Đang tốt bụng chỉ cho cô thấy sự thật thôi. Nên cô Chanarati đừng giận nha. Đúng vậy. Thật sự xin lỗi vì sếp của tôi đang bận việc, không thể ra tiễn cô được. Giờ anh Shira có việc quan trọng cần phải giải quyết nên thật sự không có thời gian để tiễn cô. Cũng giải thích cụ thể tới mức này rồi, tôi hy vọng là cô Chanarati sẽ hiểu. Tôi không dễ dàng chịu thua đâu. Kính thưa quý vị, bây giờ chính là tin tức nóng hổi mà có rất nhiều người đang quan tâm. Đó chính là tin về anh xã xạ đẹp trai của chúng ta. Cậu ấy là cháu trai duy nhất của bà Prem Yuda, chủ tịch của Google Group, mới vừa từ nước ngoài trở về ngay sau khi tốt nghiệp.
Theo nguồn tin thân cận, anh ấy về để đảm nhận vị trí giám đốc điều hành của trang web New Look. Nhưng đáng tiếc có rất nhiều người sẽ phải thất tình bởi vì xả xạ không tới tham dự lễ ra mắt, khiến cho buổi lễ ra mắt của trang web New Look phải hủy bỏ vào phút cuối. Nhưng mà không sao hết, trong thời đại mạng xã hội có thể truyền tin với tốc độ chóng mặt. Có một video hiện đang được chia sẻ, xem rồi có thể gọi là rất sốc, bởi vì chàng trai trong video đó chính là người trong mộng xả xạ đẹp trai của chúng ta, người thừa kế và là giám đốc điều hành tương lai của trang web New Look. Sao tôi có thể quên anh chứ? Cô làm cái gì vậy Meta? Và bằng cách nào vậy? Cô hởm cho tôi sử dụng chìa khóa giữ phòng này nên mở cửa phòng này được luôn đó. Tôi vào để dọn dẹp. Nhưng đây là phòng của tôi mà. Nhưng đây là nhà của cô hởm. Tôi tin là não cô còn dùng được. Chắc vẫn chưa quên rằng ngôi nhà này là nhà của ai. Tôi không có quên đâu. Nhưng thật đáng tiếc người không có não lại là cô Meta. Tên là Meta nhưng lại nhẫn tâm ghê ha. Nè cô, ngôi nhà này không phải là nhà của cô hởm, mà là nhà của ba cô hởm. Và căn phòng này là ba cô hởm cho tôi. Nhưng nếu như cô muốn gặp rắc rối thì tôi sẽ đi nói với ba cô hởm. Bây giờ không có ai ở nhà nói chuyện với cô đâu, bởi vì mọi người đã tới công ty làm việc hết rồi. Không có ai nằm ngủ nướng tới giờ như cô hết. Có một người nữa đó, là mẹ cô á. Nè, cô đang làm gì vậy hả? Tôi làm việc. Làm gì? Làm việc gì vậy? Cô đang làm mọi thứ bừa bộn đó. Đây là việc tôi giỏi nhất đó, dứt bừa lung tung. Hả? Cô vào là để dọn dẹp không phải hay sao? Dạ. Xin mời. Đầu thôi. Dạ, xin phép các cô, các bác, các anh chị ở đây, tôi muốn mở một buổi hòa nhạc để dành tặng cho ba mẹ của tôi, có được không? Nếu mọi người thấy thích hay là không thích cũng không cần xuất hiện nói với tôi. Tôi sốc đó. Ba, mẹ, con hát cho ba mẹ nghe nha. Còn mi khai ที่จะยอมรักใครจนพบเธอคนที่ใจตามหาแต่ฟ้าคงแกล้งให้เราเจอกันได้
Lâu rồi không gặp anh Dean. Anh không thể mở miệng trách tôi khi anh bỏ lỡ chuyện cơn hãnh. Tôi đã thấy tin tức anh nhậm chức giám đốc mới rồi. Tôi nghĩ bây giờ bà và anh trai của anh chắc là đang tìm kiếm anh khắp nơi đó. Thật ra thì họ nên biết là nên tìm anh ở đâu chứ. Nói chuyện cân hãnh đi. Nói về tôi thì sẽ chết sao? Phải. Người phụ nữ như cân hãnh có gì tốt? Mẹ cô ta cướp chồng người khác. Nè, cuối cùng là cô không thích cân hãnh vì mẹ cô ấy cướp ba cô, hay là vì cô không cướp được tôi từ cân hãnh? Nè, dừng lại, dừng. Đừng có hét, đang ở chùa nha. Ma không nhập được đâu. Nói đi, tôi muốn biết chuyện cân hãnh. Anh muốn biết chuyện cân hãnh thì phải có điều kiện đó. Đây nè cô Rốt. Hôm nay anh Sira có một cuộc hội nghị dài với khách hàng và không cho phép ai vào trong phòng. Vậy có nghĩa là bây giờ là khoảng thời gian mà tôi có thể thưởng thức hương vị của cà phê mà tôi đã mua từ rất lâu rồi. Tôi sẽ xay hạt cà phê này thật nhuyễn nè, sau đó sẽ từ từ bỏ vào máy pha. Nó sẽ tỏa ra mùi hương nồng nàn và không thể cưỡng lại. Mùi thơm đi từ mũi tới khí quản và tràn tới phổi. Bây giờ chính là lúc tôi phải được nếm mùi vị tuyệt vời này và cảm nhận bằng tất cả giác quan của mình mới được. Vị đắng từ bờ môi thấm đượm tới nơi, cảm nhận vị giác cho tới nơi. Từ nơi nhận biết vị giác của mình cho tới nơi. Cô Rốt, để xuống đi. Để xuống. Sao vậy hả? Buông, để xuống đi. Tôi nghĩ là chúng ta sắp có chuyện rồi. Có. Cà phê hư rồi sao? Đau bụng hả? Có cần chuẩn bị sẵn tả giấy không? Không phải, nên chuẩn bị tinh thần đi. Nè, mắt phải nhảy liên tục luôn, nhảy không ngừng luôn đó. Gì chứ? Hả? Cái gì? Mắt tôi cứ giật hoài nè. Trời ơi, thấy chưa? Nói chưa dứt lời đã có chuyện rồi. Không hẹn trước với anh Sĩ Ra, cô không được vào. Tôi mặc kệ, tránh ra. Nè má hả? Sao lại không đỡ tôi? Cô Rốt, vậy nếu như tôi đỡ cô á thì tôi sẽ đụng phải khu vực nguy hiểm của cô, như vậy có được không? Không sao đâu mà, cũng không đụng được đâu, chỉ toàn là bọc nước thôi. Trời ơi, làm cái gì vậy? Đi theo mau đi. Nhanh lên. Mau lên. Trời ơi,
chết rồi, không kịp rồi. Không kịp rồi, giờ anh Shira ơi, Rốt và Maha đã cố gắng ngăn cô ấy lại rồi. Nhưng mà... Đúng vậy, cô cha Narati đẩy hai chúng tôi và không chịu nghe chúng tôi nói. Tôi biết, muốn ngăn cản người bất lịch sự thì rất khó. Anh mới là người bất lịch sự đó. Đối tác kinh doanh tới bàn bạc công chuyện mà không chịu mời tôi ngồi sao? Tôi nghĩ hôm qua tôi đã nói rõ với cô rồi. Anh không muốn mở ra xem một chút sao? Không cần thiết, bởi vì nó không liên quan gì tới chúng tôi hết. Tôi nghĩ là có đó. Sao cô lấy được chữ ký của Xạ Xạ? Chữ ký của Xạ Xạ thì lấy từ Xạ Xạ chứ đâu nữa. Nhưng cô gặp Xạ Xạ ở đâu? Làm gì vậy hả? Ai vậy? Anh. Anh, chó kìa, chó kìa. À, chó đâu? Anh sẽ ra cẩn thận. Anh bị Dean gạt nhiều lần cho nên quen rồi. Đã tới lúc Dean phải trở về để gặp bà rồi, đừng giỡn trò. Đi đâu vậy Dean? Đi vệ sinh. Không cần phải trốn. Bà đã cất công làm lễ ra mắt trang web và công bố Dean sẽ là người quản lý công ty rồi. Nhưng Dean lại bỏ trốn, làm bà phải đi xin lỗi bao nhiêu là vị khách quý. Bà là người đi xin lỗi hay là anh trai con ra mặt xin lỗi? Dean, mà tại sao lại phải đi ký hợp đồng với KKBB? Tại vì con thấy KKBP là thương hiệu rất tốt, giá cũng không mắc, còn đánh vào nhiều đối tượng khách hàng nữa, từ trẻ em, thiếu niên, người đi làm và cả người giàu. Tôi cũng mặc quần áo của KKBP. Đường kim mũi chỉ của họ rất là đẹp, chất vải cũng đẹp nữa, giặt xong cũng không bị nhăn nhúm, chất lượng thì cũng... Ai hỏi? Chúng ta hợp tác với KKPP sẽ rất phù hợp. Không hợp. Thương hiệu thời trang chất lượng kém đó, không có ai muốn mặc nó đâu. Con là người mặc nó nè. Càng được mặc mỗi ngày, con càng thích. Và sẽ không bao giờ hết thích thưa bà. Vậy tùy con. Nếu như Dean mua về thì bà sẽ đốt sạch hết. Bà sẽ khiến cho Dean không còn thích nó nữa. Vậy chắc là ngày mà con không còn trên đời này nữa thì bà mới đạt nguyện vọng. Giờ con... Đủ rồi Dean à. Dean cũng biết chủ tịch không thích công ty KKPP mà. Tại sao Dean còn làm vậy? Vì chút hạnh phúc ít ỏi của em trên cuộc đời này đó. Đâu mà còn không biết nhớ sao? Rằng cái hạnh phúc giả tạo mà Dean có được chính là sự lừa đảo. Con vẫn muốn đau thêm hả? Điều quỷ bản hợp đồng này
và trả hết tiền bồi thường đi. Đừng để sự việc tương tự như vậy diễn ra nữa. Nếu như bà muốn con quay về làm việc ở công ty, thì con muốn được hợp tác với KKPP. Nhưng nếu bà không đồng ý, thì con không làm. Bà suy nghĩ kỹ lại đi. Cho con hợp tác với KKPP, hay là muốn con trốn bà tiếp đây? Sao Điên lại cố chiến thắng chủ tịch để làm gì chứ? Em nghĩ anh thương bà quá mức rồi đó. Anh có biết không vậy? Đúng, anh yêu bà rất nhiều. Tại vì nếu không có chủ tịch, thì một đứa mồ côi như anh sẽ không bao giờ có được hôm nay. Đừng có láo. Nhớ cho kỹ, mẹ của mày bỏ mày rồi. Lôm bị mẹ bỏ. Lôm, có người tới tìm kìa con. Mẹ ơi, Lôm tới rồi. Bà Prem Yuda sẽ là người chăm sóc Lôm thay cho mẹ của Lôm. Lôm phải là một đứa trẻ ngoan đó, con có hiểu không? Lôm tới chào hỏi bà đi con. Dạ con chào bà. Nhưng không cần làm theo tất cả yêu cầu. Em chán vì lúc nào cũng phải làm theo lệnh của bà hết. Em muốn có một cuộc sống của riêng mình, ở cùng người em yêu. Ngày nào đó anh yêu một người nhưng bà lại không thích người đó, thì anh sẽ hiểu sao em lại làm vậy. Mừng cô nha. Tôi nghe nói là ngày mai mẹ cô được về nhà rồi. Tôi mừng vì tuổi thọ mẹ cô không ngắn lắm ha. Ừ. Vậy cảm ơn nha. Mẹ tôi đã lớn tuổi rồi. Càng có người ghét bà ấy như vậy, mẹ tôi lại càng sống lâu. Thật là lâu. À, tiện thể đang ở bệnh viện, cô muốn khám luôn không? Sao tôi phải khám bác sĩ chứ? Tôi rất là khỏe mà. Ừ. Cơ thể thì khỏe rồi, nhưng mà cảm xúc của cô có lẽ không được bình thường đâu. Mới ngày hôm qua cô nổi điên với tôi, tự nhiên hôm nay lại tốt như vậy. Cô có bị sao không? Tôi chỉ là muốn tới cảm ơn cô thôi. Vì chuyện gì? Tôi từng nói với ba là tôi không muốn cô làm việc ở trong công ty của chúng tôi. Giờ đổi ý rồi. Vì giờ tôi đã biết là cô có ích với công ty tôi nhiều tới chừng nào. Những gì mà tôi vừa báo cáo đó là tiến độ hoàn thành từ quý trước. À, anh Shira, có gì cần phải bổ sung không? Trong quý này tôi muốn bổ sung thêm về đồ nội y của phụ nữ lên trang web New Look.
sức mua sắm của phụ nữ hiện nay đang được đánh giá là rất cao. À, dạ. Và trong cuộc thi nội y năm nay phải đặt ra mục tiêu chúng ta phải thắng. Vì tôi muốn sử dụng nó để ra mắt trên trang web mới. Vậy nhà thiết kế Cindy Wang mà tôi kêu mọi người liên hệ đã đồng ý chưa? À, mới gửi mail trả lời 5 phút trước thưa anh. Được rồi đúng không? Dạ, cô ấy từ chối hợp tác với chúng ta năm nay. Tại sao? Cô ấy nói là mình có thai, nên cô ấy xin được nghỉ ngơi để làm tròn bổn phận của người mẹ. À, nhưng mà cậu Sĩ Ra không cần phải lo quá đâu. Tôi đã cho mở ứng tuyển thêm nhà thiết kế rồi. Chắc chắn là sẽ kịp tham dự cuộc thi đồ nội y quốc tế năm nay. Làm gì thì cũng phải nhanh lẹ. Tôi đang rất cần một nhà thiết kế có thể hoàn tất công việc vào cuối tháng này. Xong rồi, báo đài dở rồi. Yên. Nè, không biết cô Chanarati đã nói với cô Kansini chưa ha? Ôi, nói thế nào chứ? Nè, nhưng theo như tin tức tôi vừa mới nghe, cổ không còn là nhà thiết kế số 1 của công ty nữa. Vì chủ tịch không thích bản vẽ của cổ. Vậy vì thiếu quản lý bộ phận thiết kế mà cô Kansini tự tin mình sẽ có được là từ keo đó. Ông Ba Phốt đã cho con gái nuôi thay thế rồi. Cô đang nói cái gì vậy? Cô Kansini từ Milan quay về rồi sao? Tôi hỏi là ông Ba Phốt đưa ai làm quản lý bộ phận thiết kế vậy? Đây là hợp đồng công việc. Nếu như con muốn sửa đổi điều gì thì cứ nói với chú. Con cảm ơn chú rất nhiều khi cho con cơ hội tới đây làm việc. Nhưng con có thể nào không đảm nhận vị trí quản lý có được không chú? Lý do là gì? Nói chú nghe đi. Vì con không muốn có vấn đề gì với hổm. Dù con có nhận vị trí quản lý này hay là không, thì con nghĩ con sẽ có vấn đề với lại hổm nữa không? Chú nghĩ là vẫn có đó. Vì dù thế nào thì hổm cũng kiếm chuyện gây sự với con thôi. Con càng không có chức vụ gì thì hổm lại càng gây sự với con. Nhưng chú không cần phải lo cho con đâu. Con sẽ cố gắng nhường nhịn tới cùng và sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc. Kênh hãnh à, về việc chiến đấu với một số người, đôi khi chúng ta phải dùng chức quyền để đấu với họ. Vì nếu như lòng tốt chiến thắng được tất cả thì chắc mẹ của con đã chiến thắng từ lâu lắm rồi. Chú biết là con đã chấp nhận tới đây để làm việc và chịu ở nhà của chú là vì muốn chăm sóc tốt cho mẹ của con. Chú xin lỗi vì đã chăm sóc cho mẹ con không đủ tốt mới để cho hổm cứ thích làm gì thì làm như vậy. Vậy nếu con không nhận vị trí này thì ai sẽ thay thế? Kansini. Hôm nay có cuộc họp với trưởng bộ phận, tại sao lại không tới cuộc họp? Hay là mẹ cô dạy cô làm con cưng của ba tôi thì có thể không làm việc đàng hoàng, chỉ ngồi chờ nhận lương? Đây nè, ngày hôm đó tôi đã nói cô khám đi rồi mà. Cô có biết trạng thái cảm xúc của cô không có ổn không? Hôm đó cô vẫn còn đang nói chuyện bình thường, bây giờ lại phát điên. Sáng nay tôi không tới cuộc họp là bởi vì tôi đã kiểm tra được là bộ phận thiết kế không có ai tới. Bởi vậy cho nên tôi tới để chào ba cô trước. Biết tại sao không? Bởi vì tôi đây là con người có học thức và là người rất lịch sự, luôn biết tôn trọng ba mẹ người khác. Tốt thôi. Nếu là người lịch sự thì cũng tốt. Vì kể từ giờ, người mà cô nên tôn trọng là tôi đây. Vì tôi là quản lý mới của bộ phận marketing. Hả?
cô là quản lý mới của bộ phận marketing sao? Cô chờ chút nha. Quản lý mới của bộ phận marketing. Phải dán lên đi, để mọi người biết cô sẽ là quản lý mới của bộ phận marketing. Tôi không phải là bạn cô đâu. Ừ thì đâu phải đâu. Tôi không có chọn người xấu tính làm bạn bè. Nè, cô tới để khoe khoang vị trí mới là vì muốn thấy tôi bất ngờ không phải hay sao? Vậy để tôi bất ngờ lần nữa nha. Quản lý mới của bộ phận marketing sao? Chị thư ký, cô ấy là quản lý mới của bộ phận marketing đó. Là quản lý luôn đó nha. Giơ tay chúc mừng nào. Tôi nói cho cô biết là vì kể từ giờ bất cứ việc gì cô cũng đều phải báo cáo với tôi hết, rõ chưa? Khoan đã nha, tôi ở bên bộ phận thiết kế, không phải là phòng marketing. Sao tôi lại phải báo cáo với cô? Vì công việc đầu tiên mà cô phải làm có liên quan trực tiếp tới thị trường của công ty tôi. Việc đầu tiên? Không cần phải lo đâu. Cô có thiết kế tệ hại tới mức nào thì tôi cũng tin rằng cô sẽ có cách để cho công ty chúng ta thắng. Chào các vị, tôi tên là Liêu. Xin chào, tôi tên Atisha. Tôi vừa trở về từ New York. Tôi đã tốt nghiệp trường Fashion, khoa thiết kế thời trang. Chính là xin hãy chuẩn bị. Xin lỗi nha. Vậy cảm ơn anh, chúng tôi sẽ liên lạc với anh sau nha. À, xin mời. Xin mời. Xin chào. Chào các vị, tôi tên là Kanshini Warikun. Cô đã làm việc tại công ty KKBB từ khi tốt nghiệp. Và chưa từng làm việc tại công ty khác. Tại sao cô lại muốn tới làm việc tại GU Center? Tôi muốn phát triển, muốn trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. GU lại là một công ty hàng đầu, là một trong những công ty nổi tiếng của châu Á. Nếu tôi được làm việc ở đây thì tương lai và sự nghiệp thiết kế của tôi chắc chắn sẽ tiến xa hơn. Anh có cảm thấy Kanshini nói dối không? Tại sao cô lại nghĩ rằng nếu cô làm việc tại đây thì tương lai của cô sẽ tiến xa? Ba tôi từng nói cuộc sống của mỗi con người như cây cối. Nếu chúng ta trồng cây trong một cái chậu nhỏ, dù chăm sóc tốt như thế nào thì cây cũng không thể nào phát triển hoàn toàn được vì không gian bị hạn chế. Nhưng nếu đổi thành một cái chậu lớn hơn thì cây sẽ phát triển hơn. Tôi muốn đổi chậu để cuộc sống được phát triển hết mức của nó. Vậy cô có chắc chắn việc cô tới đây làm việc sẽ giúp xây đắp ước mơ của cô không? Theo như tôi đọc về kinh nghiệm làm việc của cô tại công ty KKBB thì cô đã thắng cuộc trong rất nhiều cuộc thi được tổ chức. Có giải còn thắng cả công ty GU của chúng tôi.
Ziyu bị thua là bởi vì anh không có một nhà thiết kế tài năng như tôi. Nếu như anh nhận tôi vào làm việc, tôi sẽ khiến Ziyu không thua bất cứ ai. Tóm lại là Dean thích cô Kansini đó là tại vì trong hồ sơ viết đã làm việc tại KKBB sao? Không phải đâu. Em thích vì cô ấy giỏi. Hồi nãy anh cũng phỏng vấn cô ấy rồi đúng không? Không thấy cô ấy giỏi sao? Chắc cô cũng biết rằng vài tuần nữa thôi sẽ có cuộc thi thiết kế nội y quốc tế ha. Công ty KKBB chắc chắn cũng tham gia cuộc thi này. Trước khi mà cô nghỉ việc ở đó, cô có thiết kế cho họ chưa? Tôi đã thiết kế xong hết rồi, nhưng mà vẫn chưa đưa cho KKBB. Vậy cô có đem tác phẩm của mình tới hay không? Có. À, cảm ơn cô. Tác phẩm này do cô thiết kế sao? Dạ. Tại sao tác phẩm cũ của cô và tác phẩm trong điện thoại lại trông khác nhau dữ vậy? Tôi đã xem qua tất cả các sản phẩm cũ của cô rồi. Cô luôn dùng tông màu đơn giản và đường nét căn bản không quá phức tạp. Nhưng tác phẩm thiết kế trong điện thoại này thì trông khá phức tạp và sử dụng màu sắc tương phản, trông chi tiết rõ ràng hơn. Và còn có sự chuyển màu vô cùng mềm mại. Nói tóm lại là nó trông hiện đại hơn rất nhiều. Thì chủ đề cuộc thi này cần có yếu tố hiện đại mà. Tôi cũng chỉ chỉnh sửa để hiện đại hơn thôi. Có vẻ anh Sĩ Ra khá quan tâm tới tác phẩm của tôi ha. Phải. Tôi quan tâm. Và tôi cũng muốn có tác phẩm này của cô. Nếu anh Sĩ Ra muốn có thì không khó. Chỉ cần nhận tôi vào công ty thì tác phẩm này sẽ là của anh thôi. Tôi nhận cô vào làm. Em thích cô Kansini đó vì tác phẩm thiết kế của cô ấy. Đồ mà cô ấy thiết kế nhìn chung thì nó cũng đẹp, nhưng tách màu sắc và hoa văn thì có thể thấy rõ ràng là nó khác nhau, gần như không khớp gì nhau hết, nhưng mà một cách xuất sắc. Nè, từ khi nào mà em giỏi về việc thiết kế vậy? Thì khi em ở nước ngoài, em có quen biết một người là nhà thiết kế thời trang. Phụ nữ. Đây nè. Trời ơi, đẹp quá đi. Tại sao người này lại không mặc áo quần? Tại vì cô ấy nóng quá nên đã cởi ra. Em cũng muốn vẻ đẹp giống như chị quá. Có muốn chị dạy cho không? Có. Được rồi. Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa? Tôi chưa từng gặp cô. Có thể là
chỉ mỗi cô thấy tôi khi sao chép thiết kế. Thật sự là tôi chưa từng nghĩ sẽ có tình cảm khác, chỉ có bạn bè và em trai mà thôi. Em trai sao? Cô quay lại để bám cháu tôi nữa có đúng không? Tôi không hề muốn bám lấy cháu của bà đâu. Chính cậu ấy là người bám lấy tôi. Trong thâm tâm của con cũng biết rất rõ là Cân Hạnh không bao giờ sao chép của người khác kia mà. Bất luận là Cân Hạnh sai hay đúng thì tôi cũng không quan tâm đâu. Tôi chỉ quan tâm là Cân Hạnh phải rời khỏi công ty ba tôi thôi. Con bé chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên. Cô Cassini đó, mình cũng không biết gì nhiều về cô ấy hết. Lại thêm chuyện nghỉ việc ở bên kia để sang làm việc ở bên này. Tôi nghĩ cô ta cũng không đáng để tin tưởng lắm đâu ha.